Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraina. Ukraina buộc Nga điều 40.000 quân tới kết. Theo Kiev Independent, trong ngày 19 tháng 9, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cập nhật thông tin mới nhất về chiến dịch quân sự của nước này ở vùng kết. Ông Zelensky nói chiến dịch ở kết vẫn đang tiếp tục. Chúng ta đang bổ sung thêm nhiều tù binh để trao đổi trong thời gian tới lực lượng Ukraine cũng buộc Nga phải điều thêm 40.000 quân tới vùng kết. Đây là những yếu tố tác động rất lớn tới tình hình chung trên tiền tuyến. Tôi cảm ơn tất cả các tướng lĩnh và binh sĩ vì sự quả cảm của họ. Cũng theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư và 1.300 km vuông lãnh thổ tại kết kể từ đầu tháng 8. Tuy vậy, ông Zelensky thừa nhận tình hình tại tiền tuyến Donetsk vẫn rất khó khăn, ngay cả khi sức ép đã được giảm bớt nhờ chiến dịch ở kết. Ông Zelensky nhấn mạnh chúng tôi đã có những cuộc thảo luận về tình hình đôi Dù Nga đã điều chuyển rất nhiều quân về kết, chúng tôi đã hy vọng rằng con số này lớn hơn. Các cuộc giao tranh liên tục đang xảy ra ở Kurakov và Pokrov. Hàng ngày, mọi người vẫn rất khó khăn tại đây. Theo Kiev Independent, hồi đầu tháng 9, Tổng thống Zelensky nói rằng ông kỳ vọng chiến dịch đột kích biên giới sẽ khiến Nga phải cắt giảm bớt khoảng 60.000 quân ở các mặt trận khác. Ở thời điểm hiện tại, bất chấp những áp lực mà Kiev gây ra tại Kết, Moscow vẫn chưa chuyển lực lượng xung kích được huấn luyện tốt nhất của Nga khỏi khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Bị loạt UAV Nga tấn công xe tăng Leopard 2 Ukraine bốc cháy dữ dội tại Kết Ngày 19 tháng 9, kênh Telegram thân Nga Northern Queen đã đăng tải đoạn video cảnh nhóm tác chiến phía bắc của Ukraine sử dụng nhiều máy bay không người lái UAV để tấn công một xe tăng Leopard 2 của Ukraine tại tỉnh Kết, Nga. Trong đoạn video xe tăng Leopard 2 do đất sản xuất bị các UAV tấn công nhiều lần, đòn tấn công đầu tiên gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng. Tiếp đó, một UAV thứ hai dường như đã dán một đòn lướt qua thân chiếc Leopard. Chiếc xe tăng sau đó bốc cháy. Không rõ đoạn phim được quay khi nào, tuy nhiên bản cập nhật hôm 19 tháng 9 từ Bộ Quốc phòng Nga không đề cập việc bất kỳ xe tăng Leopard nào bị phá hủy. Thế nên đoạn phim này rất có thể đã được ghi lại hôm 18 tháng 9. Khi đó, Nga tuyên bố phá hủy hai xe tăng Leopard 2, bốn xe chiến đấu bộ binh CV-90 và hàng chục thiết giáp của Ukraine tại kết. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về đoạn video. Ukraine lần đầu tập trận chống UAV chung với NATO Hà Lan đang tổ chức một cuộc tập trận NATO để thử nghiệm các hệ thống chống máy bay không người lái kéo dài đến ngày 20 tháng 9 và có sự góp mặt của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Kiev tham gia một cuộc tập trận trong lĩnh vực này với khối liên minh quân sự hơn 450 người từ 19 quốc gia thành viên NATO và ba quốc gia đối tác đã tham gia cuộc tập trận tương tác kỹ thuật hệ thống máy bay không người lái hàng năm của NATO, CUASTIER. NATO cho biết hơn 60 hệ thống và công nghệ chống máy bay không người lái như cảm biến, UAV, chống UAV, thiết bị gây nhiễu và thiết bị đánh dạng mạng đã được thử nghiệm trực tiếp. Liên minh nói thêm rằng việc Ukraine trực tiếp tham gia cuộc tập trận là một phần trong lộ trình hợp tác đổi mới NATO-Ukraine mà các bên đã thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington, Mỹ vào tháng 7. NATO cho hay, các cuộc tập trận như COSTJ -E mang đến cơ hội duy nhất để cùng nhau giải quyết các thách thức cấp bách, đồng thời học hỏi kinh nghiệm chiến trường của Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái cỡ nhỏ. Việc tích hợp các công nghệ chống máy bay không người lái vào hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của nato là điều cần thiết để tăng cường thế trận phòng vệ và răng đe của liên minh đây cũng là cơ hội để ukraine tiếp cận công nghệ mới trong bối cảnh uav đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến với nga cho tới nay cuộc đua uav như mèo vần chuột khi một bên sở hữu công nghệ mới bên còn lại sẽ nhanh chóng tìm cách vô hiệu hóa việc sở hữu các công nghệ mới sẽ giúp ukraine đối phó hiệu quả hơn ukraine được đánh giá là bên phát huy chiến thuật tấn công bằng uav trong cuộc xung đột trước moscow nhưng Nga đã nhanh chóng bắt kịp và trở nên áp đảo nhờ khả năng sản xuất quốc phòng vượt trội. Năm nay, Nga đặt ra mục tiêu sản xuất 1,4 triệu UAV tăng gấp 10 lần so với năm ngoái, nhằm mục tiêu chiếm ưu thế mạnh mẽ trên không. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, thậm chí đưa điều này vào trong hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của Liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO. Kiev vẫn chưa đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa đến hồi kết. Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác quân sự của khối này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột moscow coi nato là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và khẳng định ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập trong tương lai ở diễn biến khác ep kêu gọi các quốc gia thành viên ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí được chuyển giao cho ukraine để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nga bản dự thảo nêu rõ họ cho biết những hạn chế như vậy cản trở khả năng thực hiện đầy đủ quyền tự vệ của ukraine Nghị quyết kêu gọi tăng cường chuyển giao vũ khí bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó từ chối cung cấp Taurus cho Ukraine vì lo ngại nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Ngoài ra, các quốc gia thành viên EU và các đồng minh NATO được yêu cầu cam kết hỗ trợ tập thể và song phương về quân sự cho Ukraine với ít nhất 0,25% GDP hàng năm. EP kêu gọi thành lập các cơ sở sản xuất quân sự tại Ukraine và tích hợp hơn nữa tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này vào nền quốc phòng và công nghiệp của EU. Nội dung nghị quyết đề nghị gây áp lực lên Hungary để Budapest đồng ý cung cấp cho Ukraine hơn 7,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp từ quỹ EU. Các tác giả của nghị quyết nhấn mạnh Ukraine nên được cấp sớm khoảng vài 50 tỷ đô la Mỹ lấy từ tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa Họ cũng ủng hộ điều chỉnh luật trừng phạt để tạo ra cái mà họ mô tả là một chế độ pháp lý vững chắc cho việc tịch thu tài sản của Nga bị EU đóng băng, cũng như để ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt. Để tăng hiệu quả của lệnh trừng phạt, Nghị quyết đề xuất lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc, phân bóng và nhiều nguyên liệu thô khác, gồm nhôm, thép, urani, titan, niken, gỗ và các sản phẩm gỗ cũng như khí đốt và dầu mỏ, ngăn chặn việc tái xuất khẩu chúng. EP cũng kêu gọi trừng phạt ngành công nghiệp điện hạt nhân của nga nghị quyết nêu rõ mục tiêu cuối cùng là đạt được một nền hòa bình tại ukraine theo các điều khoản của kiev đồng thời EP kêu gọi các nước eu không cắt giảm viện trợ tài chính và chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo cho ukraine trong nhiều năm tới các nghị quyết của EP không có hiệu lực pháp lý và chỉ mang tính chất tham khảo nhưng được sử dụng trong eu để thúc đẩy và phổ biến các chính sách cụ thể ukraine từ lâu kêu gọi phương tây dỡ bỏ hạn chế cho phép quân đội nước này dùng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng chưa được chấp thuận. Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu các nước phương Tây quyết định cởi trói cho vũ khí Ukraine. Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Vodolin hôm qua cảnh báo một cuộc chiến tranh hạt dân sẽ xảy ra nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga hé lộ về UAV mẹ lần đầu Nga triển khai để thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine. Ngày 16 tháng 9, blogger quân sự Nga Yuri Bodozaka dẫn lời các nhân chứng thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận hoạt động triển khai này đánh dấu diễn biến mới có ý nghĩa quan trọng trong chiến thuật tác chiến UAV của Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân đội Nga đã tấn công một đơn vị của nước này bằng các UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất, được phóng từ một UAV mẹ có thể tái sử dụng sau phòng tuyến khoảng 40 km. UAV mẹ thực hiện nhiệm vụ trinh sát trực quan, đóng vai trò như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video, đồng thời là một hệ thống triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Nó cho phép liên lạc thông suốt với các UAV tấn công bằng cách hoạt động như một trạm chuyển tiếp trên không, ngay cả ở những khu vực mà các hệ thống tác chiến điện tử trong chiến hào của Ukraine thường gây nhiễu hoặc can thiệp vào các hoạt động như vậy. Một nguồn tin từ Ukraine cho biết, Nga đã tấn công đơn vị của chúng tôi bằng các máy bay không người lái FPV, được đưa đến bằng một UAV mẹ có thể tái sử dụng ở khoảng cách 40 km từ tiền tuyến. UAV mẹ đã tiến hành trinh sát trực quan và chỉ đạo FPV tấn công, nó cũng hoạt động như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video. Khoảng cách gần của UAV mẹ với FPV đã làm giảm hiệu quả của các thiết bị tác chiến điện tử xuống bằng không. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc quân đội Nga sử dụng UAV mẹ để triển khai các FPV từ khoảng cách xa như vậy truyền thông nga cũng xác nhận rằng thiết bị chuyên chở uav đã thực hiện một số chức năng quan trọng ngoài việc đưa uav đến địa điểm tấn công nó còn tiến hành trinh sát trực quan và hoạt động như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video điều này cho phép người vận hành ở xa khu vực tấn công vẫn có thể kiểm soát được uav mẹ bay gần chiến trường hơn có thể tự định vị để duy trì kết nối ổn định với các FPV, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả kể cả trong những tình huống phức tạp. Điều này cho phép các FPV tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương, khắc phục những hạn chế về tầm hoạt động ngắn và đường liên lạc không đáng tin cậy trong các đợt tấn công ở độ cao thấp. UAV mẹ cũng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của các FPV bằng cách đóng vai trò như một hệ thống phân phối và nút liên kết dữ liệu nhà phân tích quốc phòng Vijayder Kastaker cho biết, khái niệm phương tiện chuyên chở UAV đại diện cho sự phát triển đáng kể trong công nghệ tác chiến UAV bằng cách hoạt động như một phương tiện chuyên chở và trạm chuyển tiếp. UAV mẹ có thể tăng đáng kể phạm vi hiệu quả của các FPV. Nga đã thúc đẩy phát triển công nghệ UAV mẹ, nhưng mẫu cụ thể được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây vẫn chưa được tiết lộ hồi tháng 10 năm 2023 đã có các bài báo về việc Zizaspesachita của Nga quảng bá phương tiện chuyên chở UAV Aspiron VTOL cất cánh và hạ cánh thẳng đứng có thể vận chuyển 2 FPV trên quãng đường lên tới 400 km. Máy bay không người lái Aspiron được thiết kế để có thể bay liên tục trong 4 tiếng và tốc độ hành trình đạt 120 km trên giờ. Tải trọng của nó là 10 kg và có thể mang theo 2 UAV Fighter 7 với mỗi chiếc có thể mang tải trọng 2 kg và hoạt động trong phạm vi 6,5 km. Các phiên bản tương lai của Aspiron dự kiến sẽ mang theo tối đa 4 FPV mở rộng khả năng tấn công của nó. Cơ chế điều khiển của Aspiron được chi phối bởi các hệ thống kỹ thuật số tiên tiến khả năng xác định mục tiêu và nhận dạng vật thể, vốn được tăng cường bởi hệ thống thị giác sử dụng công nghệ mạng Neuron. Tính năng hành vi do AI điều khiển này cho phép UAV có thể xác định và tấn công các mục tiêu của kẻ thù một cách hiệu quả. Vào thời điểm đó, các video được chia sẻ trực tuyến đã cho thấy thiết kế của UAV Admiral có phần thân truyền thống với cánh quạt gắn ở mũi và bốn rotor nâng trên cần trục giữa cánh, trong khi bay Admiral đã thả các FPV để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của đối phương. Động cơ đốt cũng sạc lại pin của UAV giữa chuyến bay để đảm bảo quay lại suôn sẻ. Sau khi triển khai FPV, Aspiro tiếp tục hoạt động như một bộ chuyển tiếp duy trì liên lạc ổn định giữa các UAV cảm tử và người điều khiển chúng ở khoảng cách xa. Đầu năm nay, một UAV mẹ có tên là Jessica cũng đã được giới thiệu. Tuy nhiên, các bài báo cho rằng nó quá nặng và không có tốc độ cần thiết để sử dụng hiệu quả trên chiến trường. Do đó, họ quyết định phát triển một mô hình mới, được thiết kế riêng để phóng các FPV. Gần đây, công ty LLC SPC khách của Nga thông báo phát hiện UAV mẹ Berja-20, được thiết kế để phóng các FPV và được cho là đã bắt đầu sản xuất mẫu mới này ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bước nhảy vọt trong công nghệ tác chiến UAV, đi cùng với chi phí cao chẳng hạn UAV Asmiron có chi phí lên tới 7,2 triệu rúp, 74.000 đô la Mỹ, biến nó trở thành một công cụ đắt đỏ hơn nhiều so với các UAV truyền thống. Chi phí này có thể hạn chế việc triển khai những hệ thống như vậy trên quy mô lớn. Mặc dù khái niệm UAV mẹ mang đến những lợi ích chiến thuật đáng kể nhưng việc triển khai nó có thể gặp phải những trở ngại về tài chính, điều có thể ảnh hưởng đến tính ứng dụng rộng rãi của nền tảng tiền tiến này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga Ukraina sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.